Chúng tôi đây là những người trẻ mang trong tim tình yêu đất nước, yêu giáo hội và yêu quê hương. Thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày vui của giáo xứ, ngày hạnh phúc của 149 em Đức Bao Đồng và gia đình các em. Trong những ngày tháng qua, các em đã miệt mài học hỏi giáo lý Kinh Thánh, tham dự các buổi cử hành phụng vụ, các việc đạo đức để bồi dưỡng cho đức tin Kitô giáo, làm hành trang vào đời. Trong thánh lễ hôm nay, các em được Thiên Chúa mời gọi làm chứng cho tình yêu của Ngài. Các em sẽ mạnh dạn đáp trả lời mời gọi ấy với tất cả niềm tin và lòng xác tín của mình qua nghi thức tuyên hứa Bao Đồng. Lời tuyên hứa hôm nay đối với các em thật quan trọng, vì qua đó chứng tỏ các em đã trưởng thành trong đời sống đức tin, và từ đây các em bước vào đời với những gì các em đã kín múc được qua 9 năm học trong chương trình giáo lý Hồng Ân. Hiệp thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em được ơn can đảm để bước vào đời với bầu nhiệt huyết, mong muốn được minh chứng cho tình yêu cứu độ của Đức Kitô và yêu quê hương. Chúng tôi đây là những người trẻ luôn sẵn sàng vượt qua gian khó, không bỏ cuộc dù gặp gian nan. Đất nước cần là chúng tôi có, giáo hội cần là có chúng tôi. Sống giữa đời làm chứng cho Chúa, đem tin mừng truyền giao muôn nơi. Khi đất nước lâm nguy chúng tôi sẽ đáp lời, khi giáo hội kêu mời chúng tôi sẽ đi tới. Đi giao giảng tin mừng đi về khắp muôn lối, đi truyền giao tin mừng đi đến khắp muôn nơi. Kiếm cho
cuộc sống hoa đời con thắm tình yêu Chúa. Đôi bàn tay nâng niu cùng dâng tiên hoa trái nương đồng, với ngày dài hy sinh và công khó của biết bao người, dâng cuộc đời hôm nay bao nhiêu lầm lỗi trần ai, nhưng một lần trong đời ở Chúa luôn dù thương đón nhận đời con. Xin dâng lên dâng đến Chúa đời con, dẫu niềm tin đã bao lần héo hon. Xin dâng lên Chúa đời con, sống cho Ngài tròn tình yêu sắt tròn. Dâng lên Chúa đời con, sống cho Ngài tròn tình yêu sắt tròn. Trung thành bền vững suốt đời. Hôm nay lên nhà Chúa, tâm hồn con say sưa bên thánh nhân uy quyền, con thừa bóng Cha hiền. Con dâng lên tiếng hát chân thành ngợi khen Chúa. Con dâng cao đôi tay hao gầy nguyện xin Chúa, xin thương ghé đôi mắt nhân từ, giúp con mãi tin kính nơi Ngài, đừng để tình yêu con úa phai. Một cử chỉ đơn giản nhưng tất cả nói lên đức tin cũng như trách nhiệm của quý bà anh chị em là các bậc phụ huynh, là cha là mẹ của các con. Quý bà anh chị em vừa trao nến sáng, đốt lửa ánh sáng để quy tụ phục sinh, như là với quý ông bà anh chị em trao ban cũng như nhắc bảo con cái mình từ hôm nay trở nên một người trưởng thành. Cho nên hãy đem ánh sáng của Đức Kitô chiếu soi vào đời, hãy đem ánh sáng Đức Kitô rọi soi vào những chỗ ngóc ngách đen tối của cuộc sống này, để mỗi chúng con từ hôm nay trở nên ánh sáng cho anh chị em của mình, trở nên ánh sáng cho thế giới. Đặc biệt các con rất thân mến, các con vừa đón nhận ánh sáng Chúa Kitô, từ nay chính các con lãnh nhận trách nhiệm làm cho đèn đức tin của chúng con luôn cháy sáng, làm lớn mạnh ơn gọi làm con Thiên Chúa. Niềm trung thành bền vững suốt đời. Hôm nay lên nhà Chúa, tâm hồn con say sưa bên thánh nhân uy quyền, con thừa bóng Cha hiền. Con dâng lên tiếng hát chân thành ngợi khen Chúa. Con dâng cao đôi tay hao gầy nguyện xin Chúa, xin thương ghé đôi mắt nhân từ, giúp con mãi tin kính nơi Ngài, đừng để tình yêu con úa phai, niềm trung thành bền vững suốt đời.
dù mãi hững hờ. Con dâng lên tiếng hát chân thành ngợi khen Chúa. Con giơ cao đôi tay hao gầy nguyện xin Chúa. Xin thương ghé đôi mắt nhân từ giúp con mãi tin kính nơi Ngài. Đừng để tình yêu con úa phai, niềm trung thành bền vững suốt đời. Xin thương ghé đôi mắt nhân từ giúp con mãi tin kính nơi Ngài. Đừng để tình yêu con úa phai, niềm trung thành bền vững.